Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Đón gần 4,6 triệu lượt khách trong năm 2022, du lịch Lào Cai hướng đến mục tiêu đột phá trong năm 2023. Lực lượng quản lý thị trường Sapa xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống bán hàng cao hơn giá niêm yết. Nhiều tranh cãi xoay quanh việc xét nghiệm COVID-19 đối với du khách từ Trung Quốc. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường đánh giá cao kết quả đạt được năm 2022 của ngành tổ chức xây dựng Đảng, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác cán bộ, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, ngành tổ chức của Đảng cần chủ động nghiên cứu, tham mưu cho các cấp ủy triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đổi mới phương pháp lề lối làm việc, chuẩn hóa các quy định, quy trình gắn với cải cách hành chính. Chủ động phát hiện và tìm kiếm bổ sung được các nhân tố trong tổng, đặc biệt là các nhân tố theo cái tỷ lệ chúng ta quy định, đó là cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ là phụ nữ, hết sức quan tâm. Nhưng muốn được cái này thì tổ chức phải chủ động đi phát hiện, đi tìm kiếm để đưa vào quy hoạch. Năm 2022, ngành tổ chức xây dựng Đảng tích cực chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, sau sắp xếp đã giảm 76 đầu mối. Cùng với đó, ngành tổ chức đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên. Trong năm đã kết nạp được 2.102 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 53.435 người. Năm 2023 phải là năm Lào Cai tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đây là chỉ đạo của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị thường kỳ tháng 1 được Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức vào chiều ngày 5 tháng 1. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và các địa phương. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2022, các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định, phục hồi và tăng trưởng tốt. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ, diện tích năng suất, sản lượng đạt và vượt kế hoạch. Sản xuất công nghiệp được duy trì, giá trị tăng trưởng đều ở cả 3 lĩnh vực là khai thác, chế biến chế tạo và điện nước. Giá trị sản xuất công nghiệp cả năm đạt 46.069 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm trước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh đạt 10.389 tỷ đồng, bằng 139,8% dự toán trung ương giao, bằng 103,9% dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh và đạt yêu cầu của chính phủ. Công tác tiêm vaccine đảm bảo đúng kế hoạch. Chất lượng hoạt động văn hóa xã hội được nâng lên. Các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Thảo luận các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như các sở ngành địa phương thống nhất cao với báo cáo, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể của từng địa phương, từng lĩnh vực. Trước mắt, đề ra các kịch bản phương án khôi phục hoàn toàn các hoạt động thông thương cửa khẩu, tập trung tổ chức cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, những kết quả đạt được trong năm 2022 là cơ sở để năm nay Lào Cai sẽ đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, hướng đến mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng 11% một năm, thu ngân sách 12.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này thì trong năm 2023, trọng tâm là phải tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chúng ta phải tập trung vào tháo gỡ cho doanh nghiệp. Từng cái lĩnh vực một, tháo ngay được cái gọi là giá vật liệu cho các cái doanh nghiệp mà làm xây lắp, doanh nghiệp về thủy điện.
quy hoạch của thao đấu nối dưới 110 kV. Bây giờ là thẩm quyền của Ủy ban tỉnh phải sớm phê duyệt cái này, tại vì là hiện nay là thiệt hại của doanh nghiệp rất lớn. Cụ thể hóa chủ đề công tác của năm 2023 là đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hành động, phát triển. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các ngành địa phương xây dựng chương trình công tác phù hợp với thực tiễn, tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đã giao, xây dựng và phê duyệt kế hoạch năm 2023 về thực hiện 18 đề án trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 và các nghị quyết chuyên đề đã ban hành. Sáng ngày 5 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 9 khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Giàng Xeo Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022, kế hoạch năm 2023. Thông qua các tờ trình của Ban Thường trực về kiện toàn Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch kiểm tra giám sát, phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các dự thảo báo cáo. Các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, giải pháp nâng cao chất lượng các phong trào của vận động, công tác chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội ở cơ sở. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang đề cao vai trò nòng cốt của hệ thống mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung về kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị hệ thống mặt trận các cấp cần đổi mới hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gần dân, sát cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân cùng tham gia xây dựng đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân cũng được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc tỉnh khen thưởng. Ngày 5 tháng 1, tại thành phố Lào Cai, Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức lễ gia quân năm an toàn giao thông 2023 và cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Quý Mão, lễ hội xuân 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát động lễ gia quân. Năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông cộng đồng, phấn đấu giảm 5% tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí. Phát biểu tại lễ gia quân, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trọng Hải kêu gọi toàn thể các lực lượng và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, triển khai quyết liệt các biện pháp không để tái diễn hoạt động phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Ngay sau lễ gia quân, các lực lượng đã tham gia diễu hành tuyên truyền về luật giao thông đường bộ trên các tuyến đường trung tâm thành phố Lào Cai. Đón gần 4,6 triệu lượt khách, tổng thu đạt 16.000 tỷ đồng là những con số ấn tượng của ngành du lịch tỉnh trong năm 2022. Đặc biệt, 109.000 lượt khách nước ngoài đến Lào Cai cho thấy sự phục hồi và bứt phá của du lịch địa phương sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Để đáp ứng sở thích của du khách, đặc biệt là khách nước ngoài, nhiều cơ sở du lịch đã chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đặc biệt là phục dựng, bảo tồn các làng nghề truyền thống để hình thành sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc. Tôi thích ẩm thực của Sapa và yêu cả những nét văn hóa truyền thống của các bạn. Được trải nghiệm vẽ sáp trên trang phục, ngắm nhìn thành phẩm, cảm thấy rất tuyệt vời và ấn tượng. Với khách đến homestay nhà mình thì có thể được trải nghiệm làm bánh dày và đặc biệt là bánh trưng đen nữa. Với lại khách đến đây còn được trực tiếp trải nghiệm là tự vào vườn đi hái cây thảo dược về làm món gà hầm. Cùng với sự chủ động của người dân, các địa phương cũng đã nắm bắt được xu hướng, tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mới như du lịch xanh, du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm, chinh phục đỉnh cao và đặc biệt là xây dựng hình ảnh du lịch văn minh an toàn.
Trên địa bàn thị xã Sapa hiện tại bây giờ có rất là nhiều các cái giá trị văn hóa và danh thắng đã được công nhận và đang được lập hồ sơ để công nhận, đầu tư xây dựng một cách có chiều sâu. Ví dụ như là trải nghiệm cái giá trị của ruộng bậc thang, cái lễ hội gắn với di tích của Hàm Rồng, của Cát Cát, của Thác Bạc. Năm 2022, ngành du lịch tỉnh đã liên kết, hợp tác tổ chức thành công nhiều sự kiện du lịch, tiêu biểu là Festival Tinh Hoa Tây Bắc với chủ đề Kết nối khát vọng xanh. Nhiều sản phẩm du lịch mới đặc sắc và hấp dẫn, mang thương hiệu riêng của Lào Cai, được hình thành và nâng cao chất lượng. Từ các cộng đồng sẽ phải có những cái sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc sắc, gắn với bản sắc các văn hóa các dân tộc của tỉnh Lào Cai. Đối với các doanh nghiệp thì nâng cao chất lượng dịch vụ chung tay để chúng ta làm sao có được môi trường du lịch tốt nhất, từ cảnh quan thiên nhiên cho đến văn minh đô thị. Những ngày đầu tiên của năm mới, Lào Cai đón trên 123.000 lượt khách. Đây là tín hiệu vui để ngành du lịch tự tin phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 6 triệu lượt khách. Tổng thu từ du lịch đạt 20.000 tỷ đồng trong năm 2023. Lòng người rộng, đường thêm rộng. Tinh thần này đã lan tỏa mạnh mẽ, giúp Bảo Thắng đẩy nhanh tốc độ mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, là cơ sở quan trọng cho phát triển bền vững của địa phương. Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn trước, cả thôn Nậm Tang, xã Bản Cầm đã bê tông hóa được 9 km đường nội thôn có chiều rộng 3 m. Đến cuối năm 2022, khi huyện Bảo Thắng chủ trương đầu tư nguyên vật liệu, gần như 100% số hộ trong thôn đã đồng thuận hiến đất để mở rộng đường lên 6 m. Năng ngoài đầu nhà đầu còn năng mét, năng này ở 2 m nhưng mà còn dày thì có khi là hơn 300 m. Cho nhà nữa là đường cho dân đi cũng tốt rồi. Nhà em thì cũng mất một ít đất vườn rau với mấy cây ăn quả thôi. Nhưng mà bây giờ đường nó rộng thì đi lại nó thuận tiện, không vấn đề gì cả anh ạ. Diện tích đất tôi hiến ra là cái chiều dài nó giờ 1 km, còn chỗ cuốc vào chỗ rộng nhất là nó vào 4 m, còn chỗ hẹp nhất thì là 1,5 m. Bởi vì cái này là lợi ích chung của nông thôn, mình cũng thật sự là được Đảng nhà nước quan tâm, được cái đường mới mình cũng rất là sẵn sàng. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động với phương châm khó làm trước dễ làm sau, nơi nào bà con nhân dân đồng thuận hiến đất trước thì triển khai mở rộng đường và đổ bê tông ngay. Từ sự thuận lợi của những tuyến đường mới mở là hình ảnh trực quan sinh động, tạo nên sự đồng thuận hiến đất ở hầu khắp các địa phương của huyện Bảo Thắng. Chúng tôi đã thực hiện là mở rộng đường 9,6 km và bê tông hóa thì sẽ đạt khoảng là 5 km, đảm bảo những cái tuyến đường tốt nhất để làm sao mà đón Tết Nguyên đán này, nhân dân có đường đi được thuận lợi và sạch sẽ đẹp đẽ. Thì lúc đầu cứ nghĩ được là sẽ chỉ làm được độ mấy tuyến thôi. Nhưng sau khi được một thôn làm, hai thôn làm, ba thôn làm thì nó tạo thành cái phong trào lan tỏa. Toàn huyện Bảo Thắng đến ngày hôm nay là đã mở được 125 cây số đường từ 3 m đến 6 m. Đường được mở rộng lên 6 mét, thậm chí rộng hơn. Không chỉ việc đi lại của bà con nhân dân thuận tiện, mà nhiều phương tiện vận tải cỡ vừa có thể qua lại dễ dàng. Giao thương thuận lợi, thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương của huyện Bảo Thắng phát triển. Đội quản lý thị trường số 2 vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống do ông Vũ Văn Tuyên tại đường N1, tổ 1, phường Sapa làm chủ, sau khi có phản ánh cơ sở này bán hàng cao hơn giá niêm yết. Cụ thể, đoàn kiểm tra đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính hộ kinh doanh với số tiền là 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, ông Tuyên còn buộc phải thực hiện khắc phục hậu quả, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết là 618.000 đồng. Do không xác định được khách hàng. Thời gian qua, thị xã Sapa đã thường xuyên tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ, niêm yết giá, bán đúng giá, công khai số hotline bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh, đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Những ngày gần đây, giá rau xanh bắt đầu hạ nhiệt sau khoảng một tháng tăng cao. Hiện tại, giá các loại rau xanh đều giảm khoảng 5-10 ngàn đồng mỗi kg. Cụ thể, đậu cô ve bán buôn tại vườn là 12 ngàn đồng một kg, súp lơ xanh từ 9-10 ngàn đồng một cây, cà chua 13 ngàn đồng một kg. Riêng hành lá giảm mạnh nhất từ 35 ngàn đồng xuống còn 15 ngàn đồng một kg.
Mức giá hiện tại theo các hộ trồng rau đã giảm được khoảng 50% so với hơn một tuần trước. So với mọi năm thì là giá thì được nhưng cân thì sản lượng thấp. Vì làm sao ạ? Thời tiết. Bây giờ đầu thời tiết thì được, đây này cái hành này bây giờ nó mới đẹp như này này. Đây này, em nhìn này, phân nó xanh mà như này đây này. Tuy giá rau xanh cất buôn tại các chân ruộng và chợ đầu mối giảm tới một nửa, nhưng tại các khu chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Lào Cai vẫn chưa giảm tương xứng. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu, nuôi lợn đen bản địa đã được xem như nghề truyền thống trong mỗi gia đình của đồng bào vùng cao. Sản phẩm trước đây chủ yếu là phục vụ đời sống gia đình. Nay thì lợn đen được thị trường ưa chuộng, đồng bào vùng cao đã mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi để tăng thu nhập. Phóng sự sau đề cập đến phong trào nuôi lợn đen bản địa tại thôn Người Mông, Pa Chư Tỉ, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà. Với cách chăm sóc truyền thống, chỉ cho ăn cám ngô và rau rừng, nên đàn lợn đen gần 20 con của gia đình bà Hàng Thị Sâu vẫn thường có khách tới tìm mua. Tết này, bà Sâu dự tính xuất chuồng 5 con lợn từ 120 đến 140 kg. Vừa rồi, gia đình vừa bán đi một con khoảng 140 kg được hơn 9 triệu đồng, giờ còn 5 con to thôi. Còn hai chuồng kia thì đang bé, chưa được bán, phải nuôi đến năm sau mới bán. Mình nuôi lợn quen rồi, nên bây giờ thấy làm theo cách cũ lợn bán được giá, nên cũng cố gắng duy trì. Với đặc điểm của giống lợn đen bản địa dễ nuôi, ít bệnh tật, thị trường ưa chuộng, nên dù chăn nuôi rất đơn giản, nhưng vẫn mang lại hiệu quả kinh tế khá. Vì thế, thôn Pa Chư Tỉ khuyến khích bà con mở rộng quy mô chăn nuôi. Thôn có 123 hộ, thì có tới 80% số gia đình đang nuôi lợn đen bản địa để thành hàng hóa. Nhà mình đang nuôi 4 con lợn thịt và 6 con lợn con. Lợn đen thì mình có thể ăn được rau, còn lợn trắng thì có ăn được nhưng mà ăn được ít, với lại lợn đen nó sẽ dễ nuôi hơn, cái giá của nó sẽ cao hơn lợn trắng ạ. Cũng mong muốn là thời gian tới thì sẽ có những cái mô hình hoặc là cái nhóm hộ sẽ nhóm vào để cho bà con để phát triển cái đàn lợn đen. Thứ nhất là phục vụ cho địa phương, hai nữa là cũng có những cái gọi là sản phẩm mà bán trong ngoài thị trường. Duy trì hiệu quả phong trào nuôi lợn đen bản địa đang giúp bà con người Mông ở thôn vùng cao Pa Chư Tỉ có nguồn thực phẩm an toàn cho gia đình, cung cấp một phần cho thị trường, có thêm thu nhập, sắm sửa một cái Tết đầy đủ hơn. Tiếp theo chương trình, Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện biến thể phụ XBB của Omicron. Hai trung tâm thương mại lớn ở thủ đô Moscow của Nga phải sơ tán do bị đe dọa đánh bom. Ngày 4 tháng 1, Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả tầm soát biến chủng SARS-CoV-2 trong 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, kết quả ghi nhận địa phương này đã xuất hiện biến thể phụ XBB của Omicron. Tuy nhiên, biến thể này có tỷ lệ thấp thuộc chủng BA.2.10. Tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5 đang lây lan nhanh tại 25 nước trên thế giới. Tại Việt Nam, do sự gia tăng giao lưu đi lại của người dân vào dịp lễ Tết, du lịch mở cửa nên sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5 trong thời gian tới là khó tránh khỏi. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, tiêm vaccine phòng COVID-19, thực hiện các biện pháp khử khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng vẫn là giải pháp hữu hiệu nhất để hạn chế lây lan dịch bệnh, giảm nguy cơ tử vong đối với các biến thể của Omicron. Tin thời sự thế giới. Ngày 4 tháng 1, Liên minh châu Âu-EU đã kêu gọi Israel và Palestine có các động thái hạ nhiệt căng thẳng, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc duy trì hiện trạng tại các khu vực linh thiêng ở Jerusalem. Lời kêu gọi của EU đưa ra trong bối cảnh Palestine cùng ngày đã tổ chức họp khẩn nhằm xem xét biện pháp trả đũa sau khi tân Bộ trưởng An ninh Công cộng Israel tới thăm khu phức hợp Thánh đường Hồi giáo mà phía Israel gọi là Núi Đền. Đây là địa điểm linh thiêng thứ 3 với người Hồi giáo và là nơi linh thiêng nhất với người Do Thái.
Theo đề nghị của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Trung Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp tại New York trong hôm nay nhằm thảo luận vụ việc. Cơ quan tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga cho biết đã có hai trung tâm thương mại lớn ở thủ đô Moscow phải sơ tán do bị đe dọa đánh bom. Trước đó một ngày, một trung tâm mua sắm khác ở thủ đô cũng phải sơ tán với lý do tương tự. Theo cơ quan này, một kẻ nặc danh đã thông báo về nguy cơ xảy ra vụ nổ ở trung tâm mua sắm Rignoi, khiến trung tâm thương mại này phải tiến hành sơ tán khoảng 800 người. Cùng ngày, một trung tâm mua sắm khác ở đông nam Moscow cũng đã phải sơ tán. Tất cả những người có mặt khi đó đã được yêu cầu khẩn cấp rời khỏi trung tâm bằng lối thoát hiểm. Trước đó, ngày 3 tháng 1, 1.500 người đã phải sơ tán khỏi trung tâm mua sắm Verny, cũng ở phía bắc thủ đô do có tin báo về việc tòa nhà đã bị gài mìn. Khi lạm phát vẫn ở mức cao, việc cắt giảm lãi suất trong năm nay là không thích hợp. Đây là một phần nội dung của biên bản cuộc họp chính sách mới nhất vừa được Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ công bố ngày 4 tháng 1. Biên bản cuộc họp cho biết, không có quan chức nào dự họp cho rằng năm 2023 là thời điểm phù hợp để bắt đầu cắt giảm lãi suất, mà cần duy trì chính sách thắt chặt cho đến khi xu hướng lạm phát giảm một cách bền vững trở nên rõ ràng. Các quan chức Fed cũng cảnh báo việc nới lỏng các điều kiện tài chính không chính đáng sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực ổn định giá. Biên bản cuộc họp nêu rõ lạm phát tại Mỹ vẫn dai dẳng và ở mức cao, và nước này cần đảm bảo duy trì một giai đoạn tăng trưởng kinh tế bền vững dù ở mức thấp. Đến thành phố Milan của Italia vào những ngày này, du khách sẽ có dịp hòa mình vào không gian tràn ngập sắc màu của triển lãm nghệ thuật bong bóng có tên là Pop Air. Với chủ đề Không khí triển lãm Pop Air ở Milan giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật do 18 cá nhân và nhóm tác giả thực hiện. Không gian trưng bày rộng 6.000 m2 với hơn 1 triệu quả bong bóng được tô điểm bằng nghệ thuật trình chiếu âm thanh và ánh sáng đẹp mắt. Xuất hiện nổi bật tại triển lãm Pop Air là tác phẩm nghệ thuật khổng lồ có tên Phố Bong Bóng. Bước vào đây, khách tham quan như đắm chìm trong thế giới đầy màu sắc và vô tận của những quả bong bóng nghệ thuật. Bên cạnh đó là những tác phẩm đầy sáng tạo như hồ bơi không trọng lực, dàn nhạc bong bóng, mô hình người khổng lồ Silenus. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 12 tháng 2. Trước làn sóng ngày càng có nhiều nước siết chặt quy định nhập cảnh đối với những du khách đến từ Trung Quốc, hôm qua, một số tổ chức y tế và các hãng hàng không đã khẳng định không ủng hộ hướng đi này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu và Hiệp hội Vận tải Hồng Kông Quốc tế đều khẳng định các biện pháp hạn chế đi lại trên toàn cầu không thực sự hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Cơ quan quản lý các sân bay châu Âu thậm chí còn cho rằng quy định bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc là không hợp lý về mặt khoa học. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu vẫn khuyến nghị tất cả các nước thành viên tiến hành xét nghiệm COVID-19 trước chuyến bay đối với du khách đến từ Trung Quốc do làn sóng lây nhiễm đang gia tăng đột biến tại nước này. Thưa quý vị và các bạn, chợ phiên Tạp Hời Hợp Thành, thành phố Lào Cai được họp vào sáng Chủ nhật hàng tuần. Trước đây, chợ phiên này gần như không hoạt động do nằm gần trung tâm thành phố. Tuy nhiên, sau khi hai xã Tạp Hời Hợp Thành cùng lên phương án khai thác các giá trị của chợ phiên truyền thống, tuyên truyền bà con tổ chức họp chợ với nhiều hình thức độc đáo, chợ phiên đã hoạt động sôi động trở lại. Quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai.
Do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa ổn định sau suy yếu, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, vùng cao rét đậm, rét hại, nhiệt độ các địa phương tăng nhẹ. Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét, vùng cao rét đậm rét hại. Các địa phương trong tỉnh duy trì trạng thái thời tiết đêm và sáng trời rét đậm rét hại. Vì vậy, người dân cần phải tăng cường công tác phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi. Để phòng tránh sâu bệnh hại phát sinh trên cây trồng, đàn gia súc, gia cầm do giá lạnh gây ra. Vùng núi có độ cao từ 2.300m trở lên đề phòng mưa tuyết, băng giá xuất hiện gây hại. Sau đây là dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa nhỏ rải rác, gió nam cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, độ ẩm trung bình 95%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ từ 6 đến 11 độ, độ ẩm trung bình trên 95%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa nhỏ, gió nam cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, độ ẩm trung bình trên 95%. Những thông tin về thời tiết trong tỉnh đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.